Vân xin chào tất cả các bạn đến với game đấu gọi là quyết định của em bài Vân đi tiếp hay ở nhà. Chính là game đấu này. Vâng, game đấu thứ ba giữa em bài và Cloud9 trong khuôn khổ vòng loại Europe để giành vé đi Đức. Và hiện tại thì Cloud9 đang dẫn trước 2-0 rồi. Và điểm qua lượt bên Big thì có thể thấy là phía em bài họ bên cả bắt đời đời cả IO. Bên phía team Cloud9 thì bên Shadow Demon và Lycan, khi mà Empire họ phát sử dụng Reserve Mirana. time. Đó là một những cái lực bên hợp lý, nhưng mà bây giờ còn bên vẫn Empire có thể biết bên, tại vì bên vẫn còn sống, bên vẫn chưa bị lên bảng, bên vẫn còn sống đó nha, đó nha. Phía Cloud9 thì có cho mình Darkseer cùng với lại Trin Protector. Hai con này thì có thể counter push khá là tốt với Darkseer, đó là Iron Shell, và Trin là Dire cái team Living Armor. Vâng, Living Armor. Và giờ em và ai như đã nói thì họ đã biết cho mình Ban để combo và làm Mirana. Bây giờ họ cần một con stun đè là đẹp luôn. Và những con stun đè có rất nhiều sự chọn nên chúng ta chưa thể dự đoán được cái gì cả. Về phía Empire thì giờ họ sẽ ban tiếp hero tiếp theo của họ. Họ đã có Trin, có Darkseer. Trin có một combat rất là đẹp. Và họ bên ngay bên tâm Assassin của Isama, Dire hay còn team gọi là Eternal Envy. Vâng, mà bên phía con này họ đã ban rất là nhanh Nyx Vâng, bên Isama đang khá là buồn này. Giờ đang khóc. Giờ đang khóc mếu. Lát nữa sẽ nói chuyện cho anh ấy. Kêu mày đừng buồn, mày sẽ đi Đức thôi, Reserve đi sang Đức gặp Đu. Bây giờ phía em bay đã ban ngay time. Radiant team Rubik, ban. đã ban Rubik rồi. Vâng, hình như cũng khá là hợp lý khi mà phía em bay họ có cái những cái ultimate rất là hay, đó là Moonlight Shadow này, đó là ultimate của Ban này, ngủ của Ban cũng hay, rồi Arrow với Anna cũng hay, nói chung là rất nhiều skill hay. Rồi bây giờ Cloud9 họ sẽ ban cái ban thứ tư. Vâng, có thể thấy là em bài có một con carry Reserve cầm với time. Silent rồi, bên rồi giờ Radiant Senkin team sẽ pick. Stun đè và Zakiro được bắt chờ phía Cloud9. Vâng, với Dire việc có team pick. Trin Protector, có Darkseer thì thêm Zakiro cũng rất là đẹp, khi mà Trin ulti sau đó Zakiro pyro macro macro fire macro fire macro fire. Vâng, cái combo như ba này combo rất là đẹp. Như Darkseer, Vacuum Train, Ulti, Zakiro, Combo. Tuyệt vời. Tuyệt vời, ông mặt dày luôn. Bây giờ bên phía tìm Empire, họ sẽ có cho mình lượt bịch thứ ba với việc là có một carry cho Silent, đó là Mirana. Bên Reserve hình như là Always hay là Vanguard, tôi không nhớ rõ. Vậy tôi nghĩ họ sẽ pick thêm một con Sulamith. Solo mid đi, solo mid đi, hoặc là con support cũng được, hoặc là con support. Vâng, và họ chọn Radiant team pick. Gyrocopter. Gyrocopter máy bay. Vâng, ông già lái máy bay, ông già lái máy bay được biết cho mình phía team Empire. Không, thật ra không phải là bị lag chat đâu, nó bị SIDA nguyên cái kênh stream đi. Em vào link BBM em xem còn không được nữa, phải xem bằng trang chủ. Chat thì phải dùng cái link này. Reserve time. À, bây giờ thì Cloud9, hai support, một uplane. Solo mid đi em. Hãy biết solo mid đi em, đừng ngây ngu à, ốc mà. Witch Doctor. Witch Doctor. Dire team pick. Vô á. Phương miếng vào micro rồi, vô ạ. Ông Witch Doctor biết chờ bên phía Cloud9. Và Witch Doctor coi limit. Witch Doctor limit. Witch Doctor limit. Và Radiant team ban. cái việc mà được biết bóp
PUBG Melodic cũng như là cái NT nó một giây nó sẽ bắn 5 cái thì con Doctor là một sự chọn khá là hợp lý. Và khi mà lên kỹ xanh thì nó sẽ combo rất là tuyệt vời với cái lab của Clown này. Tuyệt vời ông mặt trời luôn. Nó sẽ nhảy tán loạn bên rất là vui. Bây giờ Ben đánh rồ từ phía team Clown này. Khi mà nhận thấy Empire họ thiếu một support. Và bây giờ phía Empire họ sẽ biết cho mình họ sẽ ban cho mình vị trí carry của EE Sama. Còn hay còn gọi là Eternal Envy. Eternal Envy. Eternal Envy. Ban con gì đây? Luna thì nó khá là mỏng, nó hơi mỏng nên chắc không có ban con Luna đâu. Tại vì nếu mà các bạn biết Luna thì cái lab của họ sẽ rất là mỏng, mỏng như tờ giấy luôn. Ơn ban Luna cơ. What? Radiant team pick. Ban Luna rồi. Luna đã bị ban rồi. Buồn quá. Buồn quá la. Luna đã bị ban. Ember Spirit. Vâng, và Ember Spirit đã được cho bên phía Clown này. Lâu rồi chưa thấy anh khỏe không? Khỏe không? Cancer Spirit cho phía Clown này. Bây giờ Empire họ sẽ có cho mình lượt pick cuối cùng cho vị trí support của Vanscore nhỉ? Vanscore. Rubik bạn rồi. Sentiment rồi. A bất cũng đẹp. Asian Apparition. Reserve time. Tên dài phết, con nó như tên dài nhất trong tất cả hero. Nói chung là con AA hay còn gọi là A. Chúng ta có là Mirana, Ben, Gyrocopter, Fuck A. Có cả một cái câu ở đây là Mirana, Ben, con Gyro và Fuck con A. Chuẩn bài. Như này thì chắc không thành tên được rồi. Luxy, Train, Sekiro, Doctor, Ember. Không liên quan tới nhau cả. Tuska cho on my one to fly. Ai dài dài. Con Tuska này thì nó sẽ khá hay. Con Tuska này cũng khá là nó với việc là cái skill snowball nó được sửa lại thì nó sẽ khá là khó chết. Khi mà khi bị focus nó sẽ hóa thành cái cầu tuyết nhìn rất là đẹp và rất là nó sẽ thoát được skill trong một thời gian nhất định. Giống như kiểu cái face shield của con Buck. Giờ chúng ta chờ các player họ pick hero. Ok, tôi để link này lên một tí nữa rồi. Thôi khỏi đi, vào game đi. Giờ như thường lệ, như thông lệ mỗi game thì chúng ta lại tiếp tục làm một pha bao game đến từ phía Cloud9. Lần này là Cloud9 bao game. Tiếp tục là như thông lệ hàng năm. Lần 3 game nào cũng có bao mới chịu. Còn vì thông lệ nên tôi sẽ bật này lên. Các bạn hãy nhanh tay copy cái link này hoặc là gõ lại đi. Nhanh lên nào. Trước khi đu tắt và khuyến mãi chỉ có trong thời gian bao game thôi. Khi unbow cái dòng thông báo này sẽ biến mất và các bạn sẽ không bao giờ được chat nữa. Hãy nhanh tay lên. Nhanh tay lên nào. Nhanh tay lên nào các bạn ơi. Đại hạ giá đó nha. Đại hạ giá đó. Bán kênh chat số lượng lớn đó. Mua lẹ lên. Nhanh tay chép lại nào. Cần đọc giùm không? tv.csmtalk.vn gạch cái streaming, gạch cái chat, gạch cái embed, gạch cái bbu.vn. À đọc bbu.vn, không có chấm nhầm. Sorry là. Rồi bấm enter là được. Không biết làm nữa thì bạn có thể quit Toto. Nhanh lên là. Nhanh tay lên, game đấu
kỳ hot, mãi vô, không chat được là uổng phí cả đời đấy. Nhanh lên la. Rồi, anh bao rồi, tắt thôi, bye bye la. Rồi, tắt rồi, chia buồn cùng những bạn không được, rồi chúng ta cùng chúc mừng, mong là hẹn gặp lại các bạn vào những lần khuyến mãi link chat lần sau. Rồi, chúng ta cùng đến với game đấu ngày hôm nay với đáp của Cloud9. Chúng ta có AOE 2000 cầm với Doctor với một cái, à không, đó là cái đuôi của con em, của con, ủa con Yi, vâng Yi, trận này đánh Jakiro. Yi đánh Jakiro. Nãy mấy cái đuôi nó chồng lên đầu con Quý Doctor, tưởng nó có tóc dài. Nó thôi. Bây giờ Paladai cầm General Tector, CC cầm Ember Spirit hay còn gọi là Cancer Spirit. Bon Servant cầm Dashi. Về phía M3 thì có M3 Mark cầm Buck, Midland Mirana, By Resolution, Gyrocopter cầm với Silent Beam, cái chip top cùng với lại Vanscore cầm Tuska và Always Wanna Fit cầm Ben. Vâng, đây là game đấu quyết định đối với M3. Khi họ, nếu họ thua, họ sẽ nhẹn ăn bắp rang và nhìn các team đánh giải ESL Frankfurt Main Event ở Đức. Ở Đức. Nếu họ thắng thì họ sẽ tiếp tục chơi hát thêm 2 game nữa để mà hy vọng được đi Đức. Có tới cái chữ đó là mình nói nó như thế nào vậy? Mà dùng nó đánh đó là tên của mình. Vui phải. The battle begins. Vâng, tiếng còi đã vang lên và các tuyển thủ bắt đầu tiến về lane. Bây giờ lực sĩ thanh niên bị ung thư nên đầu đã bị cạo chọc do bị ung thư, dùng xạ trị quá nhiều nên người đã hóa thành màu đỏ. Giờ đó dùng xạ trị nên tóc chọc và người hóa thành màu đỏ. Cancer Spirit by Sinh Sinh. Anh lock rip ra chăm chỉ và đã drop thành công. Sau đó là Resolution, cô nàng Megan Fox. Bây giờ đã hit được một con creep rồi. Quả 2 cho đội Cancer. Mặc dù bị ung thư nhưng mà đã hit deny vẫn rất là chuẩn. Bây giờ là deny. Không, deny không thành công đến từ phía gái đẹp. Vâng, thật sự người ta nói là chân dài thì não thế nào không biết. Ok, nên là tiếp tục một pha đã hit thành công. Cancer quá, anh đi ung thư này. Có vẻ là cái game cuối của cuộc đời rồi nên anh ấy đánh rất là bay. Cực kỳ bay luôn. Ý, lại tiếp tục được. Rồi bây giờ phía Bonsavon này harass bởi Silent. Rồi bây giờ em bơi bên school. Có tụng băng nó nhò, cẩn thận nó nhai mà cái cục xe này nó thốn quá đi hà. Thôi không quá đi. Giờ áo ra cũng tới rồi. Thôi rồi, Bon Seven đi cũng tới rồi. Thôi rồi, Bon Seven lên bàn đó là Wanna Fly. Vâng, một lần nữa On Points Wanna Fly lại được. Một lần nữa. Thêm một lần đầu On Points Wanna Fly. Ê, Cancer, Sida rồi. Ung thư rồi. Còn last hit thì Resolution đã nhỉnh hơn rồi. Rồi 8 last hit và một con creep deny. Y. Cancer, em làm gì vậy? I'm regrowing. Ê, hay quá Cancer. That is ours. Ê à. Deny nó đi. Hai. Bây giờ phương có vào phía máy cái gì harass for fun thôi chứ chẳng là việc gì đâu. For fun thôi. Giờ hai cái ward này anh đầu xong em cuối xong. Hello la. Ủa. Pharam ra đến từ phía Always Wanna Fit. Ê. Đi dọc bờ sông. Đi dạo sông cho mát đó la. Tại thấy người nóng bức quá, trời ơi nóng bức quá, người hóa đỏ bây giờ. Là phải tản nhiệt mà đi xuống sông. Ý, gì vậy? Giờ có bắt to là phía Reso. Chạc luôn, cắn xong chạc, chạc bắt to luôn. Ui, để hai chạc đi về. À,
nói chung là bây giờ mọi người trở lại trạng thái yên bình của mình. Tôi sẽ đòi nói nhỏ lại. Cái chói được về resolution nhưng mà chẳng có được gì hơn. Chói cho vui thôi. Có cả bóp siêu. Với có con train thì các việc đi lên của 4 hero còn lại khá là thoải mái thôi. Đặc biệt là mid, mid sẽ được chăm sóc rất là kỹ lưỡng, rất là thoải mái. Anh cứ lá thế đi, còn việc bơm máu để em lo. Hãy lao lên một thằng mày chói lại. Chói, một chém nữa, một chém nữa, một chém nữa, một chém nữa xong một nhảy là chết rồi. Giờ phải đi về rồi. Có heal không? Heal đi. 5 giây nữa sẽ có heal. Giờ có rune haze. Có smoke. Có Roshan. Làm con courier nhỉ. Ngủ lại. Tuska có arrow. Arrow rồi, xong sẽ đi về rồi. Ờ, 2-0 cho phía em ba. Đi cầm Sekiro. Sekiro. Một ẩn số này, đây là ẩn số của chúng ta này. Y cầm Sekiro. Một cái team mà toàn là nút đam, con carry chính chính là con Ember, còn ba con này là ba con thuộc phải lại nút cơ. Hay còn gọi là AB carry. Này là ba con AB carry bây giờ băng trụ. Băng trụ với con bất làm gì? Bất nó chạy ngon lành. Đây là heal. Bây giờ TP ra thì Tuska sẽ lăn. Không ăn không? Không lăn. Giờ là hậu áo khẹt lửa luôn, có heal mà. Sao mới ngợi hậu áo. Giờ chuyên lên với một vị thần mà theo dõi đúng thôi. Nó sẽ ra không bây giờ? Nói chung là chưa có gì xảy ra cả. Bây giờ bị ngủ lại rồi. Ê ê, arrow. Ăn arrow rồi. Bất giác lên rồi, quá chồng. Quá chồng, chết rồi, chết rồi. Bây giờ tới Mac. Và giờ quân bạn về rồi có luôn hai gì. Con đuôi sáng. Dire's middle tower is under attack. No gale can snuff the flame. Chết ngon Red Zo. Dire's middle tower is under attack. Đắp được cái nào là chắc chết. 3-0 cho phía Empire. Dire's bottom tower hopes for aid. Dire's structures are fortified. Doom is on the wing. Có từ phá ngu rồi lăn quỷ vào lại đây kẹt trong tìm lấy hết được cái chậu và đi qua nhưng mà không đi vào được cả no sao rất bắt đầu rồi bây giờ phải ý tới đây với giờ bạn với lại làm phải kẹt mát killing spree nó kêu cho phê quýt lâm tờ với resolution 6-0 nhưng mà với em ba rồi trời ơi đừng nói với đu là bây giờ nó là giống như cái kèo mà IG và DK bị dẫn 3-0 gỡ lại 7-3 ấy gỡ lại 4-3 thì này là bị dẫn 2-0 gỡ lại 3-2 không vui đâu nha. Đây là không vui đâu mà nhắc là IG với lại DK thì IG họ vào vòng qualifier rồi. Phía Bắc Mỹ đại diện Bắc Mỹ là EG, đại diện Trung Quốc là IG. Còn đại diện của dâu châu Âu thì đang ở đây đây. Cloud9 hay em pha. Hay nữa. Rồi cho tới một cái bài PE sao là nào. 6-1. Mắc mờ rồi. Ngày cả bây giờ lăn vào luôn. Lăn vào phía Bonsaven có cả em. Jason, phòng lốt phía sau rồi, giờ Starfall chúng khá nhiều rồi, mình chỉ ai cảm giác Arrow vào khe. Nên mình làm thanh niên trên lá biểu hết quá nhiều. Bây giờ có vẻ là vâng, cái đó là tới trên đường quẩy thôi. Cái con heo cái này thì nào quẩy. Quẩy tiếp, Round 2. Đúng rồi, ở giờ anh Zakiro giống như là anh bình tĩnh Zakiro vậy đó. Radiant's bottom tower is under attack. Mà anh tính đánh Zakiro thì nó như thế nào thì chỉ có 9 anh em còn lại của Lucky mới biết thôi. Radiant's bottom tower is fading fast. Dire's top tower is under attack. Ôi rồi, hổ báo ạ.
Radiant's bottom tower is under attack. Sao? There is little it can do. Anh không kẹ bây giờ. Cứng gì? Cứng đi vào. Đi vào. Bây giờ có thanh niên xài phải út đặt cái một cái dãy số mà đờ ấp dài không biết là ai đó nha. Swap and Vampire, họ muốn xinh 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 son xinh là son lại ngủ rồi về em lần trời đã làm sao ấy. Xinh là son. Thằng nào đã bước gần bước sang phút thứ 10 rồi. Hôm nay chúng ta có 9 kill. Dire's bottom tower is under attack. It may yet stand. Trên top thì phải có phía bọn xe 3 rồi. Kẹp đặt tường bất tường. Ý cái bắt cấp, cấp ra quẩy ngược xin xin một cái quanh coi trên nhà dồn bóng với được sai lên lùng sai lên đâu kêu cho mấy xin xin rất là hay vâng phải xử lý rất là hay đến từ phía môn sẽ vâng gọi là một pha bait một pha bait đúng không 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 là bait nữa nhưng mà cũng xử lý rất là hay đó là anh ấy đặt cái tường ở đây anh đứng ở đây để đặt tường cùng lúc đó thì Paladine búp cho anh ấy cái shield không phải Paladine đúng không Paladine. Ừ, và lại búp cho anh ấy cái Living Armor và anh ấy tiếp tục sống và anh ấy quay lại quẩy ngược với cái TP của Sing Sing. Quá hay. Sing Sing. Vô bóng. Look at him go. Hôm nay ngày mấy nhỉ? Hôm nay ngày 21 rồi này. Anh Minh ơi, 1K1 boy của em nha anh. Nhớ nha anh. Rồi bây giờ lại với game 6 thì chúng ta thấy là Network và Network nghiêng về phía Empire khi mà họ có Gyrocopter được free farm. Cái nói là hiện tại thì đang được free. Thế là cái chỗ thì boost vào rồi nên chắc họ không có thăm ra đồ đâu. Rồi sẽ được free. Không phải stay behind the creep. Núp sau con creep đi. Núp sau vẫy con creep. Rất là nam tính luôn. Điều rất là nam tính luôn. Rồi, giờ tới đây là đồ Sida rồi. Không thay được cái kênh này luôn. Giỡn với tôi nữa hả? Giờ nó hiện không bây giờ. What the fuck? Mấy bà đề đốt ghê quá. Đề đốt hack phá hoại. Ê bây giờ là tường băng bọc lớp nhưng mà chưa có gì xảy ra cả. Dùng Q3 để bút trụ, còn mát K3 để bút trụ. Còn chỗ là thốn, 15. Bọn qua hai cái nữa. Lên rất đẹp. Nhờ bác chi macro fire bây giờ Grim có được 4 hero chết rồi yên tâm ai bây giờ anh tìm rồi các bạn bị fire đại bài này cào ơi chết bài này chết nào ơi bốn tê bên giờ bác ra nó chi nhưng mà cây cú quay lại nhưng mà làm được gì khi mà chúng ta là không đủ sinh kém gió hai luôn rồi ôi chưa chơi giờ mới sinh mà giờ ăn được chỗ nhưng mà bây giờ ai phá ra chặt đầu ấy mà phần đó là phía mát
giờ team M2 đang bị chia làm đôi. Giờ họ sẽ giao điểm ở đây, bằng giao điểm này gộp lại thành 3 người, 3 đấu 3. 3 đấu 3 thì đi về. 3 đấu 3 thì đi về, không có chơi. Mình đi chơi là 3-2, 3-1 thôi, chứ không chơi 3-3. Còn tỷ số kia lúc này là 5-11 nghiêng về phía team Empire. À, những chú kỵ sĩ đang cố gắng hấp hôi, đang vẫy vùng trong cái sự hấp hôi. Radiant's bottom tower is under attack. Ông nói gì vậy? Bạn kia mày nói gì vậy? Vâng, hôm nay xin xin Amit đã biết được bắt với sự giúp đỡ của Eternal MV AKE xem nè. Anh ấy đã gần kéo cho mình cái mấy ca đâu. Ui, ui, bắn bóng lăn. Ui, hay. Quay. Quay. Anh Minh ơi, học đi Minh ơi. Radiant structures are fortified. The stream. Radiant's bottom tower is under attack. Unstoppable. Radiant's bottom tower is under attack. Hơi biết chút nhưng mà cái ơn đã kết thúc được, đã giải quyết được vấn đề. Và cái siren gen là cái kết thúc. Radiant's bottom tower has fallen. Ôi trời ơi, phía Eternal MV. Tại sao bây giờ 8-11 nhưng mà phía M3 nhưng mà là này đang dần kéo về. Đang dần kéo nó về cân bằng. Thì Amin đặt đâu có mít đâu. Amin đặt hụt luôn chứ đâu có mít. Thường mít lên lệch đúng không? Còn Amin là đặt hẳn góc 90 độ luôn. Chất lượng. Amin. Nhìn là Amin. Để ở trên top thì chó được mát gì dồn đà mà giết mát thôi. Ôi vâng, rất may mắn cho mát có stick. Mát có Dire's top tower is under attack. It fights for its life. Không có chạc nha Mac. Mac không có chạc là Mac xong rồi. Ôi ơi, ở đây thì khóa ngủ hero phải lại đây xa phần trời. Đơn vị 3 cấp bậc tôi chỉ được 3-2 hero. Naturally sick. Bạn nhớ đây không? Ui rồi chém trời. Bắt cấp. Không kịp. À, bắt cầm cung nào khá là lâu. Vậy phải tin tưởng vào cái Paralyzing Cast. Mà chuyện này các bạn này hơi nó hơi ngắn. Ice Spar thì tới hơi trễ. Dire's middle tower is under attack. No barrier can snuff the flames. Phát nữa. Cái khật đờm đúng không? Như rồng khạt đờm. Khạt phát. Khạt đờm. Khạt một cái chậu mất ít nổ. Khạt cái nữa không mất ít máu. Mà nó khạt cục lỗi thì rất là đẹp đúng không? Nhìn nó khạt lưỡi miệng. Nó không có như con DK. Con DK nó đánh nhìn dơ phết. À, bây giờ phía Smoke đến từ phía Cloud9. Họ biết có cái wall này bằng rất là kỹ. Họ lên thẳng trên đầu rồi với Smoke. Bây giờ Resolution. Ice Bat không thành công. Trời ơi, ơi. Ông làm tôi buồn quá vậy. Buồn quá vậy. Buồn quá vậy. Radiant's middle tower is under attack. It will fall like a ripe apple. Đồ ngàn này mình chui ra luôn. Không có nấp trong bóng tối nữa, không có stay in the shadow nữa. Dream còn lâu lắm mới có cái bình. Item này Ember Cancer gần có cái Fury rồi. Chém chó được, chó với cái quả này thì chết quá. Dire's middle tower is under attack. Bắt cấp linh. Lăn vào đến được với tất cả tên nè, hoàn trọng đi. Ngủ đi rồi MP. Chết chặt. Giờ có muốn cầu với tình yêu của Dr. Và bằng cái chết của đường tất cả trong đó của Dr. Để ngủ lại, chết thầy rồi. Mà còn đang chết rồi. Bây giờ đi về. Phần 1 đợi 2. Đi ngay chỗ anh cầm với tình yêu của Dr. 120 gói chuyển vào tài khoản của bên phía Sinh Sinh. Có phía thật là tàn hồi đáp Cloud9 luôn. À, khó chịu quá.
Vâng, một cái BKB mua cho phải Gyrocopter. Trời, tất cả có cái buckler. Trời, nghe vậy. Vân lượng gold này, khoảng 1k nghiêng về phía cloud này. Và có thể là nó nhảy lên nhảy xuống như là thị trường chứng khoán vậy đấy. Bên phía FB thì M3 đang dẫn, cũng đâm lên xuống như kiểu thị trường chứng khoán. Mà cái này nó các bạn hay hơn đồi núi nhấp nhô. Ok, đưa xe lẻ lại. Dire's top tower is under attack. Mình đã lên thì mình phải tắt cái hút, lười quá. Để đu, chạy đu chút. Đây. Này, cảm ơn tôi đi. Thì cảm ơn đi, bây giờ có bị bao là nằm xuống rồi. Nằm đi. Nằm. Cháu ơi. Radiant's bottom tower is under attack. There is little it can do. Bay rồi. Bây giờ thôi, em tắt đây. Em tắt đây là. Okay. Fuck up Linh. Chơi đồ BKB như mùi nãy 10 giây đúng không? BKB 10 giây hàng chị hậu áo phết lao vào như một vị thần vàng chóe. Là bị thằng sấm sét. Lo hàng em ơi. Đi đâu giờ? Phá cái kem này. Hái. Bây giờ Salon sẽ phát hiện được thôi, tại vì là gần tới giây thứ 50 gần là 500 à, thì là giây 00 ấy, giây số 0 ấy. Ôi, đừng mà không kẹp, bắt sinh linh đã thấy. Giờ tới không cầu mà không có creep ra. Mong là anh sẽ nhận ra được điều đó. Chém chói không thành công, tại vì quá nhiều creep arrow. Sực quá đầu. Arrow ngang qua. Arrow bay đi xa. Tosca, Mekhan còn xa lắm. Resolution, Manta còn xa lắm. Tường băng ra làm gì? Ember nó đâu có ngại tường băng. Ember nó lướt cái là nó bay cái nửa map cũng tới nè. Thằng mày xuyên hình, xuyên cây cỏ các kẻ bi. Băng con thì đi về. Tiếp tục lao vào hộ bào đến từ phía xinh. Không có kịp chói. Còn tại sao bây giờ là 15-12 nghiêng về phía Ember? Nhìn qua cái network thì công nhận là carry của Ember giàu thật. Lượng gold nằm thẳng xuống luôn, 1k rưỡi. FP hồi cái rap nhìn giống như đây, giống như là đây là cái ngón giữa này chỉ lên nó hơi ngắn để đâm nó sâu nữa rồi, còn đâm càng ngày càng sâu. Zbot thì phía Silent đã có cho mình cái BKB, đang hoàn thành của anh hoàn thành cho mình cái MKB. Anh ấy rất thích nhận những cái thứ nó có tên là B. BKB, MKB. Rồi lên bảng luôn. Bottom tower is fading fast.
seeing stars. Ê, ê, mấy chú bảo kê đi. Ủa chậu, ủa chậu, hẹn tôm rồi. Dire's top tower is feeling its small tap. Radiant's middle tower is losing its foundation. Không, không bắt ở biết. Thiếu người em chém chó được. Mát mát, coi xem bạn nào lên bạn đi. Radiant's bottom tower is fading fast. Không chán. Một chém rồi vẫn lên bạn đi. Biết mát rồi, bây giờ mới cần vào con Razor. Radiant's bottom tower is under attack. Không thành công. Rồi con góp vào. Ba cơm lại đi ông xeo lên sạch lên đi. Ôi dồi ôi, chạy chạy tán lạc tán lạc. Panic mode, panic mode, panic mode. Tại đó tôi cảm ơn là chơi đó anh em. Ui chó lại rồi lên bạn. Radiant's middle tower is losing its foundation. Radiant's bark has grown thick. Radiant's middle tower is under attack. Còn có thì có trên thì Nikuna có 70 giây thôi, khá là sướng. Nên là dùng rồi, cả bát tiếp theo vẫn tiếp tục 7 tiếp. Vậy thì là khi mà carry của team bạn lên bảng cả 4 mấy giây thì 70 giây chả là vấn đề gì cả. Tại vì trong số 4 mấy giây đó thì chắc chắn sẽ không có cả bát lớn nổ ra. Chúng ta sẽ không cần dùng cái đó. Nên là một suy nghĩ khá là hợp lý. Mà đu quên mất là chúng ta có một con train. Mà và bon seven lên hex, bon seven lên hex. Radiant's top tower is under attack. Dire's bottom tower is under attack. Có Radiant's top tower is under attack. Is shattered. Dire's bottom tower hopes for aid. Radiant's top tower has shattered. Anh ơi ơi, anh có gì rồi? Vâng, Rod of Athos. Rod of Athos cho phía Jakiro. À, một item như là cái Dio rất là mạnh khi mà nó cooldown 10 giây. Nó slow 60% trong vòng 4 giây. Coi như là con nào bị slow là chắc chắn là 100% là lết. Mày là Lê Văn Lết, rồi Lê Văn Lết. À, em cùng cha khác ông nội của Lê Văn Luyện. À, Lê Văn Lết. Chỉ có Rundigen không thèm ăn luôn. Roshan như nãy giờ chưa có sinh nhật của Roshan. Sinh nhật Roshan đi. Lâu rồi chưa ăn sinh nhật. Giờ còn có Roshan chém chơi quá hay. Stun nè, stun cái kiểu quẩy, cái kiểu nóng quẩy lạnh đủ thứ luôn. Quẩy nóng cũng có, quẩy lạnh cũng có, mà quẩy vừa vừa cũng có. Radiant's bottom tower is under attack. There is little it can do. Ở hiện tại xinh xinh đừng có cho mình cài grid. Silent vẫn rất chăm chỉ farm, có cho mình được 200 con grid rồi. Gần xong cái MKB nhưng mà chưa chắc xong rồi, có thể giải quyết được vấn đề gì. Farm. Coi chừng chết này, Sida này, quẩy lên. Ê, ảo rồi, về. À, vâng, SP thì khá là cần con. À, 2k, 2k chẳng là vấn đề cả, thật sự là cái tầm này đã là 27 phút rồi thì hơn 2k gold chẳng giải quyết được vấn đề. Cứ là mỗi trung bình là mỗi con thua 500 gold, 500 gold làm ăn gì. Nên là coi như là cân kèo. Kèo này cân. Và khi nói về cân kèo thì bạn đang nói về một team có Zyro, không phải là nè. Mà lại cân kèo với một con Ember thì nó hơi bị mệt. Tại vì là
chơi với Ember thì Ember mà có Fury rồi thì nó sẽ farm lập bộ farm rất là nhanh và nó sẽ bắt đầu mạnh dần đều. Bây giờ về Ember nhảy xe vào vào cấp bá luôn của anh Tây và các bạn phía sinh sinh và biến vào đội xa rồi. Bây giờ quay trở lại sinh sinh và sai lầm quậy cái Ember mà chẳng ai bị thương nữa. Thật là sai lầm chết rồi. Chết thì mới sai lầm rồi. Bây giờ chậu Dire's middle tower is under attack. Dire's top tower is under attack. It fights for its life. Không có gì rồi, lên nãy luôn. Ngân quay tim cho phía cao này thì có nghĩa là 20-16 và ấy chịu ăn bởi phía cao này. Kết qua lượng go thì đã kéo đâm thắng lên trên một pha móc từ dưới móc lên, móc từ dưới móc lên, gần rồi cân bằng của đó lượng SP cũng được móc lên. Dire's middle tower is under attack. No gale can snuff the flames. Được băng ra chói được băng có ngủ lại y y. Có vào phía sai lên. Bây giờ ba cơm rất hay chúng hai ba chúng hai rồi. Bây giờ đâu kêu cho mình con Seven mình còn ngoài ngoài offline. Resolution đi về đi. Giải quyết video một cột bắn chết được một con. Ai à. Dire's middle barracks stand on a knife edge. Mà người ăn mạng là Bon Seven. Và bây giờ tới Resolution đang đứng nhìn nhà nén. The Dire have fortified their grove. Dire's middle barracks are under attack. But how will this end? Giờ chính đó là Pathos. Mắt chậm luôn. Dire's middle barracks are Dire's middle barracks have fallen. Resolution. Dire's middle barracks have fallen. The creeps scatter in fear. Còn kém chó không phải lao hoa với xinh xinh. Mà có vẻ không thành công khi mà anh ấy đã hết mana rồi. Vậy đi về đi. Đi về sắm luôn cái Daedalus đi. Bán cái battle đi sắm Daedalus. Oh, Fury thứ 2. Anh ấy muốn 2 cái Fury. The ruin of haste. Bây giờ hai anh liên đang ôm nhau qua rồi nhờ về face. Thật sự thì Du đã bảo rồi, Du đã trước khi mà bắt đầu trận đấu Du đã bấm quẻ rồi, các bạn đã thấy là cái việc Du bấm quẻ rồi. Mọi người thấy là Du ngồi Du bấm quẻ cho các bạn là Cloud9 sẽ thắng. Nên là Cloud9 đã thắng. Nên là điều này không có gì là ngạc nhiên cả. Du tính cả rồi. Nên là chia buồn cùng các bạn nào đã bet Empire. Nên mọi người cũng đừng có buồn thua rồi cũng thua rồi không. Cố gắng thì nó còn Dire's top tower is under attack. Hãy đúc kinh nghiệm và thua thêm nhiều lần nữa. Radiant's middle tower is under attack. Dire's top tower has fallen. The earth seems relieved. Radiant's bottom tower is under attack. Dire's bottom tower is feeling its mortality. Radiant's structures are fortified. They require time. Radiant's bottom tower is fading fast. Dire's top tower is under attack. Radiant's bottom tower has fallen. The pace of battle quickens. Dire's top tower has fallen. Radiant's bottom tower is under attack. There is Radiant victory. Mà nó pha rất là hay, pha cấm bật tường, bắt rồng fire. Lúc khởi đam rồi đấy. Kết quả đây là bị kẹt chỗ Rex không có chạy được vào cái combo lên đường luôn. Còn chúc mừng team Cloud9 đã giành một vé đi
Frank Kurt đánh Lan. Thật sự là một vé đi Đức gặp đâu. Yeah. Vâng, và chúng ta đây là trận đấu cuối cùng ngày hôm nay. Vâng. Giờ tôi sẽ cắt video.